Vân Mai Hương tái xuất với dự án âm nhạc lớn nhất sự nghiệp. Nối tiếp năm 2021 với nhiều dấu ấn đáng nhớ trong sự nghiệp, ca sĩ Vân Mai Hương vừa chính thức thông báo trở lại với dự án âm nhạc mang tên 1.000 nỗi đau. Cô chia sẻ đây là sản phẩm đã ấp ủ thực hiện suốt 2 năm qua và cũng là dự án đặc biệt nhất trong hành trình 10 năm theo đuổi con đường ca hát chuyên nghiệp. Vân Mai Hương tiết lộ với lần tái xuất này, cô tiếp tục kết hợp với hitmaker Hứa Kim Tuyền sau loạt sản phẩm hợp tác gây tiếng vang lớn. Với 1.000 nỗi đau, Vân Mai Hương cũng sẽ lần đầu tiên kết hợp với đạo diễn tỷ view Cao Hoài Tuấn Anh, người đứng sau nhiều dự án đình đám của V-pop. Bằng sự đầu tư nghiêm túc và kỹ lưỡng về cả phần âm nhạc lẫn hình ảnh, bộ ba Vân Mai Hương, Hứa Kim Tuyền, Cao Hoài Tuấn Anh cho biết, đề tài cùng câu chuyện xoay quanh 1.000 nỗi đau sẽ mang lại rất nhiều cảm xúc, suy nghĩ cùng những cảm nhận riêng cho người hâm mộ khi thưởng thức sản phẩm này. Bên cạnh Hứa Kim Tuyền, Cao Hoài Tuấn Anh, dự án comeback của Vân Mai Hương còn có sự góp mặt của những khách mời đặc biệt và cô sẽ dần bật mí trong những ngày tới. Trước sự háo hức và chờ đợi của các fan, nữ ca sĩ quyết định tung loạt hình ảnh đầu tiên của sản phẩm 1.000 nỗi đau. Trên trang cá nhân, cô cũng gây tò mò khi đăng tải bức hình bật khóc kèm câu hỏi "Bạn có bao nhiêu nỗi đau?". Nữ ca sĩ còn gây tò mò khi cô tự thừa nhận từng có 50 nỗi đau. Nửa đầu năm 2022, Vân Mai Hương liên tục tham gia biểu diễn ở loạt chương trình lớn trong nước, nước ngoài để phục vụ khán giả, đồng thời tập trung thực hiện hoàn thành dự án âm nhạc mới nhất. Với sự xuất hiện dày đặc khối lượng công việc lớn, cô không tránh khỏi sự áp lực và sức khỏe bị ảnh hưởng ít nhiều. Dự án âm nhạc 1.000 nỗi đau của Vân Mai Hương kết hợp cùng nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền, đạo diễn Cao Hoài Tuấn Anh và những khách mời đặc biệt sẽ được trình làng vào ngày 23 tháng 6 tới đây. Bạn thấy sao về màn ra mắt sắp tới đây của Vân Mai Hương? Đừng quên đăng ký theo dõi kênh Sài Gòn TV Entertainment để cùng chúng tôi cập nhật thêm những tin tức showbiz đáng chú ý trong ngày. Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha.